Bây giờ như Đức hỏi tất cả quý vị luôn nè. Bây giờ tất cả chúng ta bây giờ mỗi ngày niệm Phật nghe Pháp, những Đức hỏi quý vị còn tạo tội không? Đừng có nói ai mà nói cái câu là tôi không tạo tội. Vì cái câu của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, Ngài dạy quý vị thấy không? Tính ra gần 1000 năm để lại cái câu đó, quyển sách mỏng. Mà càng đọc tới thì càng thấy thầu thầu xong rồi. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này đúng là Đại Thế Chí Bồ Tát quá thân. Kinh quá. Những cái văn tự để lại mà đúng là cho người sau có cơ hội luôn. Ghê thiệt. Nói một câu rằng thân đang còn tạo tội, tâm vẫn còn nghĩ ác, nhưng vẫn tin con niệm Phật, Phật rước. Phật A-di-đà, Ngài có một cái năng lực đặc biệt mà mười phương chư Phật phải tán thán. Riêng tất cả những cái quốc độ của chư Phật khác, con người phải hoàn toàn sạch sẽ thì mới đưa về quốc độ đó. Nhưng chỉ có một thế giới Cực Lạc, năng lực của Đức Phật A-di-đà có thể đưa một chúng sanh còn tội nghiệp về Cực Lạc và đưa vào vị trí của Tây Phương, thì đồng hóa thành người thiện. Kinh thiệt. Bởi vì mười phương chư Phật nó bái phục Phật A-di-đà là số 1. Tại vì quốc độ của chư Phật nào cũng đều phải tiêu nghiệp sạch sành sanh rồi mới rước về, mới đưa về cái quốc độ của họ để ở cùng chung. Còn riêng thế giới Cực Lạc, Phật A-di-đà ngày chỉ cần người đó niệm Phật. Nhưng những Đức nói cho vị nghe cái câu này hay lắm nè. Vì chính chúng ta còn tạo tội nghiệp từ thân tâm, khẩu ý, nhưng mà quý vị lại là người niệm Phật muốn sanh Cực Lạc. Nên Ấn Tổ Ngài nói câu á, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Mà cái câu kế mới hay nè, lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Nghe không? Đó 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 đó. Còn nếu như bây giờ quý vị nói rằng tội nghiệp nặng nề, tạo tội nghiệp nhiều thứ, niệm Phật không giảng sanh, bị đoạn duyên người ta niệm Phật. Người ta thấy người ta niệm Phật ta không có kết quả gì chứ, niệm chi? Thì người ta nghĩ niệm Phật. Người ta nghĩ niệm Phật thì sao có cơ hội? Đúng là bậc trí tuệ, người ta cho mình cơ hội, rồi mình niệm giết rồi mình thấy bản thân mình là người muốn về Cực Lạc. Không lẽ mình đi chửi cha mắng mẹ? Bản thân mình muốn về Cực Lạc, không lẽ bây giờ mình đi gạt chồng mình đi kiếm thằng khác? Mình gạt vợ mình đi kiếm con khác? Cái lương tâm này có thì sao được? Mình muốn giảng sanh mà. Mình niệm Phật giết nó sanh cái tâm Phật. Mà khi sanh cái tâm Phật thì nó đoạn cái tâm ác. Cho người ta cơ hội người ta niệm Phật để người ta đoạn ác phát thiện là có thời gian. Thì thấy không? Nên nhiều người giảng Pháp rất thật, nhưng tại sao quý vị bỏ tu? Vì quý vị thấy quý vị không có cơ hội. Họ giảng rất là thật, nhưng quý vị thấy mình không có cơ hội thì tu làm chi? Thấy mình tiêu rồi. Còn bổn nguyện của Di Đà rõ ràng, quý vị còn phân tách gì cho nó nhiều? Phật nói bạn chỉ cần trí tâm tin đưa niệm danh hiệu ta, Phật đâu có nói rằng phải tiêu nghiệp sạch sành sanh. Chỉ cần bạn tin, bạn niệm Phật là Phật rước bạn. Dù hiện tại bạn còn sai, nhưng tôi vẫn niệm Phật. Mình nói rằng Phật ơi, con ở cõi này mà kêu con không sai, con không làm được. Trước mặt con kìa, nó cứ là nó làm đủ trò kìa, nó kênh với con kìa Phật. Hồi chi nó kênh vài ba lần nó nghỉ kênh, nó kênh hoài. Con cũng nhịn chồng con lắm đó Phật, nhưng mà nó nhậu gì nó chửi hoài. Nó lôi này ra cái kia nó chửi, nó chửi này chửi kia chửi nọ. Nó chửi xong con im gu cái nó lợ nó xử lý con. Nó làm đủ cách. Cuối cùng con tức quá con phải ra miệng. Bây giờ Phật nói mày chỉ cần ra miệng là tao không rước mày. Vì là Phật thiếu từ bi quá. Con chỉ cần bực cái là Phật không rước con. Trong khi cái cõi này là cái cõi mà nó quá khứ, là tội lỗi từ nhân bên ngoài, từ nhân bên trong nó đầy. Mà Phật kêu con không khởi tâm xấu, làm sao con làm được điều này Phật? Nếu mà Phật mà đưa lên vậy thì kể như chúng con tiêu điều hết. Đúng không? Thì coi suy nghĩ là đúng không? Cả tu những đức có khi cũng phải tạo tội nghiệp. Sao tạo tội nghiệp? Có cô kia cũng hỏi thầy tu vậy thầy muốn giảng sanh gì? Mà đứa con gái đẹp nó đứng trước mặt thầy, thầy có khởi tâm không?
hỏi ngược lại, bà thấy đẹp bà khởi tâm không? Nói, không, con là cư sĩ khác. Cư sĩ gì? Bà cạo đầu một cái đi rồi bà cũng giống người xuất gia thôi. Nhưng cái tâm của bà và tâm của tôi nó không có khác. Đã là cái tâm con người mang cái tâm của cõi dục, từ mắt rồi thân khẩu ý, nó đều là những cái con người tạo nghiệp nó mới sanh đến cái cõi đời này. Trước mặt mà bà thấy đẹp mà bà không thích ha? Nhưng mà bà là người tu thì bà thích, nhưng mà bà hiểu nó nguyên lý của cái thích, chứ làm gì bà không thích. Nếu bà không biết nó đẹp hay xấu, bộ tu khùng hay sao? Tu giết người khùng hả? Người ta tu giết người ta nhìn đẹp xấu nó còn sâu sắc hơn người đời nữa. Người ta nhìn nó thật hơn, chứ làm gì mà không biết đẹp xấu. Nó vậy thì nếu mà như vậy thì thầy phải nhắm mắt lại. Nó ngu gì nhắm mắt? Bộ tu giết người ngu hả? Thấy đẹp mà kêu nhắm mắt. Bộ nhắm mắt để cho mình thằng khác nhìn hả? Tu giết ngộ qua trợn hay sao kỳ cục ghê. Hiểu không? Bà nhìn cho rõ ràng đi, để bà biết được nó đẹp làm sao, để rồi bản thân của bà nhìn nó có thật không, để bà buông xuống. Nhìn thấu là làm sao nhìn thấu? Nhìn thấu là nhìn thấy á. Phải không? Không thấy thì sao buông? Vì mù mờ thì sao buông? Vậy Đức hỏi với vị á, người mù mờ thì sao buông? Quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni, vì sao Ngài thị hiện Ngài có gia đình? Sao Ngài không thị hiện Ngài đi tu luôn đi? Mà thị hiện phải có gia đình. Dù là trong cái chuyện có gia đình đó lịch sử ghi đa dạng, nhưng mà cũng là có gia đình rồi có con. Dù là có con như bằng cách nào cái chuyện đó, ví dụ vua Tịnh Phạn nói rằng nếu muốn đi tu thì để là cho ta một đứa con rồi mới đi tu. Thì Thái tử Tất Đạt Đa có những lịch sử ghi lại rằng rồi nàng đã có con rồi đó, thì tự nhiên có con. Cái chuyện này thì nó quá huyền bí, nhưng lịch sử thì lịch sử, nhưng mà phải xác thực để cho con người đời sau nó xác thực, chứ đâu có thể nào quá huyền bí quý vị. Hiểu không? Chúng ta kính nể Phật, nhưng chúng ta phải biết Phật trong ngũ dục lục trần mà Phật thoát ra. Hiểu chưa? Thấy rõ ràng vậy chứ. Ví dụ như tại sao mà Đức Phật không sanh vào một gia đình nghèo nàn để đi tu đi, mà sao Đức Phật đi sanh vào một gia đình hoàng cung giàu sang? Vì ngũ dục lục trần đầy đủ, rồi nữ sắc bên cạnh đầy. Bao nhiêu người mà thích Thái tử chưa, đúng không? Nhưng mà Ngài thoát ra, Ngài đi tu mới cao minh. Hiểu chưa? Đó, đó mới cao minh. Còn nếu như bây giờ Thái tử nhà nghèo quá đi tu, nó tại vì ông nghèo quá ông đi tu. Như những đức nghèo gì nói gì vậy? Nghèo sơ nghèo xác, nghèo không có một cọng rác. Tôi ngày xưa tôi uống cao, tôi mà có tiền một phát nghe là tôi phải đi chơi, tôi phải hưởng thụ. Bây giờ nhiều người Phật tử cúng dường cho tôi có hưởng thụ gì đâu. Ngày tôi ăn chay, tôi chưa từng bao giờ nói tôi ăn đồ ăn khác. Nước ngọt tôi không uống, kem tôi không ăn. Nhiều thứ đồ tôi không có ăn, tôi chỉ có ăn cơm không à. Nuôi tôi dễ lắm, chỉ có 3 bữa cơm à, rồi là xong. Trời ơi, vậy thì quý vị nghĩ thì Phật Pháp đặc biệt không? Trong khi tôi ngày xưa là người biết hưởng thụ nè. Trên thành phố thì tôi làm không được nhiều tiền nha. Tôi nói thiệt, tôi có tiền là tôi xài hết á. Có tiền bao nhiêu chơi hết bao nhiêu đó. Tôi thích được hưởng thụ lắm. Thì con người này nếu mà tiền vô tay họ thì họ chơi cỡ nào chưa. Vậy mà bây giờ tôi dùng tiền tôi đi cho người mù, tôi dùng tiền tôi nuôi người già, tôi dùng tiền để tôi mong tôi xây cái nhà cho mấy bà già ở. Vậy thì quý vị thấy Phật Pháp hay chưa? Đúng không? Nên khi người ta giảng mình phải nghe cho kỹ nghe, chứ mình đừng có thấy người ta nói mấy câu thô thô cái mình đánh giá. Có khi thô mà nó đột cái thô của mình làm sao? Đó. Nên mình có tất cả, mình chơi tất cả. Người ta có tất cả, người ta làm gì cho chúng sanh tất cả. Việc này nó khác nhau chứ, đúng không? Bây giờ vì coi chúng 2000 người vì nói đơn giản lắm hả? Mỗi ngày phải lo cho 2000 người vì nói đơn giản sao? Ngày xưa tôi nói một con vợ tôi lo chưa xong, chứ đừng nói tôi lo cho 2000 người. Hiểu không? Nó bao nhiêu con người ngồi nghe gì đâu có đơn giản. Người trong đây cũng có nhiều người tôi thông minh chứ. Nên mình khi nghe Pháp mình bình tĩnh, mình phải nhìn
cái lượng người nghe đông chắc chắn ông thầy này phải có cái môn gì mà được lợi ích nè, nên người ta mới theo, người ta nghe đông chắc chắn nó có cái hay gì. Nhưng mà cái hay của Phật pháp quý vị phải nhìn sâu sắc, cái hay của nó là nó phải đi sâu vào trọng tâm của cái chuyện tu giải thoát, hiểu chưa? Có những người họ cũng nói hay lắm, nhưng quý vị nhớ rằng con người mình nhìn được cái trạng thái khi chơi với một người, khi quý vị tu từ từ, quý vị sẽ có một cái góc độ rất sâu sắc về nội tâm. Quý vị vừa nhìn người đó là quý vị biết liền, người này là văn tự trao chuốt nè, người này là chắc thật nè, người này là tuy miệng nói hô hà nhưng tâm được nè, người này tuy miệng nói ngọt mà tâm xấu nè. Nhìn ra liền quý vị tu viết lục căn nó bị phát triển đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Quý vị thấy người đàn ông người ta nói chuyện mà ta hả cái họng ra to là không tệ đâu. Thôi trời, thì thấy không có tệ, tại vì cỡ nào nó cũng chơi trước mặt, nó không chọt sau lưng. Còn mấy cái tên không hả hàm răng là nó chơi sau lưng, nó giữ lại, nó ép sau lưng, nó đẩy tới. Nên từ nơi đó phải nhìn ra con người để mình chơi với một con người. Tôi cái gì chứ, cỡ nào cỡ chứ, tôi cũng thích như là cái dạng như anh hùng Lưu Sơn Bạc phải là Tống Giang. Tôi thích những con người vậy đó, những con người mà ít gì nó cũng phải có tư tưởng, có nghĩa khí sống trong cuộc đời, thấy không? Cuộc đời của người mấy chục năm mà quý vị ô, mấy chục năm ngắn ngủi thôi, chúng ta tạo được cái tình người đó là quá quý rồi. Tiền bạc vật chất có cầm theo đâu, nhưng gieo duyên với bao nhiêu con người thiện tâm gì, khi cuộc đời mình chết đi tái sinh lại vẫn gặp những thiện nhân đến với mình, vẫn là ý nghĩa trong cuộc đời hơn. Những đức nói người trí gieo duyên ngay chỗ nào, nhân sinh. Người trí gieo duyên nhân sinh. Nhân là con người, là mình phải gieo duyên con người cho thiện cho tốt, để đời đời kiếp kiếp gặp nhau đều là những thiện nhân gặp nhau, ý nghĩa hơn quý vị à. Chứ nếu như mà có nghĩa là mình trọng tiền mà khinh đạo nghĩa thì thua. Con người sống cỡ nào cỡ quý vị phải trọng nghĩa. Tiền tài nó là giặc ngoài thân, mình trọng nghĩa là trọng người, thương yêu người, dùng tiền bạc để lo cho con người. Người như vậy mới đặc sắc. Nhớ nè, muốn làm việc lớn trong cuộc đời thì phải dùng tiền lo cho con người. Càng dùng tiền lo cho con người thì càng làm việc lớn. Vì sự thành công của con người ở trong cuộc đời này là phải có con người bên cạnh, chứ không ai đi theo quý vị làm sao quý vị thành công. Nhưng con người ai mà không thích cái cuộc sống đầy đủ ổn định, quý vị bỏ đói bỏ khát người ta ai theo quý vị. Nếu như thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng: này tất cả chúng sinh, khi về quốc độ của ta phải đi xin ăn. Quốc độ của ta hầm hố, chúng sinh đối khác xì ke ma thi đầy, nên các người nên về quốc độ của ta để hỗ trợ ta một tay. Ôi, dạ con chào Phật, bye bye. Thầu hổ, ở cái cõi này khổ muốn chết mà còn về cái quốc độ của Phật còn phải đi xin ăn nữa. Thầu ơi thầu, còn gặp tàu thì xì ke ma tí thì không, thôi thôi con về đâu Phật ơi. Nhưng mà này Phật A Di Đà ngày phô diễn từ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà quán kinh Vô Lượng Thọ, cái quốc độ của ta đãi ngộ tốt, cái gì cũng tốt, nên mới nói là cực lạc. Ngồi cũng tốt, mà đứng cũng tốt, mà đi cũng tốt, mà nằm cũng tốt, độ sanh cũng tốt, có người tốt, không già không bệnh không chết, ai cũng tốt. Sự đãi ngộ của cực lạc hoàn toàn tốt, không có cái gì xấu hết trơn, tuyệt vời không? Đãi ngộ ở đây thì có tốt có xấu, nhưng mà riêng cực lạc hoàn toàn tốt. Mà cái tốt ở đây vẫn có tác hại, hãy bình tĩnh suy nghĩ đi, có tác hại không? Hôm qua gặp ông chồng đó với hai bà cô giáo, nó có đứa bé 11, 14 tuổi, nó xuống chùa nó tu, nó xuống đây gặp những đứa kia, những đứa nó xuống nó tu xong nó không chịu đi học, nó đòi đi tu. Nhỏ 14 tuổi mà nó lớn lắm. Rồi xong rồi
đi lợ nói thì sao đó, dụ nhỏ. Có hai bà cô nữa, đứa đó lợ đó. Nói nhỏ xong là kêu nhỏ về hai ngày đi. Mình biết mà, trời, nít nó không biết thôi chứ mình nhìn cũng biết. Nít mà xử lý cái gì? Về hai ngày đi, giải quyết xong trơn rồi đưa con lên. Mình nói cho bụng nó, mấy bà xạo quá. Trời ơi trời, mấy bà dụ cũng nít. Nhìn mấy bà tôi cũng biết, thôi kệ, tùy duyên con đi. Con nít mà mình đi dính vô làm chi, thôi kệ nó. Nó có đụng vô, hiểu không? Rồi xong rồi đưa nhỏ về, cho nhỏ nhà luôn, không cho nhỏ đi. Rồi xong rồi ông cha lên rồi với hai bà cô giáo. Nhìn thức hỏi chú gặp có chuyện gì không? Bây giờ nhờ thầy điện thoại giùm, nói với nó vài câu cho nó đi học với thầy. Những đức nói này khó nói lắm. Tôi khuyên người ta đi tu mà ông kêu tôi khuyên người ta đừng có đi tu. Việc này khó vô cùng. Bây giờ ông kêu người ta, tôi khuyên người ta đi tu, tôi là số 1. Từ khi người đó không có duyên thì thôi. Chứ ngoài ra tôi là số 1 khuyên người ta đi tu. Còn bây giờ ông kêu tôi khuyên người ta đừng có đi tu, người ta hỏi ngược lại sao thầy đi tu. Chết lời sao không có thông. Thấy không? Bây giờ con của ông nuôi nó mười mấy năm chờ mà tại sao nó đòi đi theo những đức kỳ cục ý? Nó phải vui an lạc sao kỳ cục á? Nhiều cô mà đi theo những đức phụ nuôi với bà già 8-9 năm chưa về nhà mà vui, mập mạp vui vẻ khỏe mạnh ngon lành. Nó còn mấy bà đi có chồng có 2 năm rồi sơ sát mặt mày như cá thác lát, ghê không? Đó, người ta phải cho người ta được cái sự gì đãi ngộ vui vẻ an lạc tốt đẹp mà là pháp vị chứ không phải dùng thân xác của người ta, đúng không? Nên người ta mới thấy vui ý nghĩa nuôi người già đồ đặc biệt, nó không ép bức người ta cái gì chứ á, nên người ta mới tự tại, người ta mới đi. Đó, bây giờ kêu mà giờ điện thoại nói cho nó nghe, kêu nó đừng đi tu đi học đi. Ừ. Còn hai bà cô giáo nói một câu, thầy ơi, nó mới 14 tuổi, nó còn cái sự nghiệp cuộc đời lớn lao lắm thầy. Trong bụng mình nói, hai bà sự nghiệp làm sao rồi? Hai bà sự nghiệp làm sao rồi trời? Dạy học cũng te tua le lử luôn. Rồi bây giờ phải chạy theo thành tích nữa. Có đúng như lương tâm sư phạm của mình không? Hãy hỏi lại lương tâm mình đi. Tôi đừng có nói lớp 3 tôi không biết nghe. Tôi là chờ chăn mây gió tôi biết sạch nhách hết trơn á. Nó bao nhiêu lỗ chân lông trong người bị tôi còn biết, đừng nói chi mà quý vị nói mà chuyện đó. Ôi ơi, hỏi là sự nghiệp cuộc đời quý vị đi. Nó đừng có nói chuyện đùa. Bây giờ chỉ một đứa con thôi, một người chồng thôi phải gánh vác cực khổ. Đó là sự nghiệp phải chọn hay sao? Tôi học lớp 3, sự nghiệp của tôi quý vị đang thấy đó. Vô cùng là tự tại. Không thấy sao? Đúng không? Còn nuôi được 2000 người nữa chứ. Còn Phật tử thì cả triệu người nữa, nó diện dẫn chơi hả chàng? Nó nên từ nơi đó thì thấy cái sự nghiệp này lớn lao chưa? Đức Thích Ca Mâu Ni lúc còn thái tử, vì sao cái sự nghiệp cung vàng điện ngọc ngài không chọn đi, mà ngài chọn là một vị tăng khổ hạnh đi vào trong rừng già để 6 năm khổ hạnh chi ạ? Tại vì ngài đã nhìn ra được sanh già bệnh chết mà ngài mới chọn con đường giải thoát, nên đó là sự nghiệp trí tuệ của Như Lai, hiểu không? Nó bây giờ mà gặp mà hai cô giáo đó, bây giờ nói làm chi? Hai cô không đủ bản lãnh này. Trời ơi, tôi muốn nói cho là phải hàng Phật tử này nè, người ta có bản lãnh để tiếp nhận. Còn hai cô chưa đủ bản lãnh này đâu, khoan hả nói tư, thấy không? Khỏi cần nói câu gì chứ, chào mọi người tôi đi. Không cần phải nói, đợi sau này có duyên nói hay hơn. Tại vì họ có tiếp nhận đâu, nói mắc câu nói. Mắc công đoạn duyên sau này. Độ người phải có duyên, người không có duyên đừng có nói. Hiểu không? Nhìn qua nhìn hai bà cô giáo, tôi nói tôi nhìn hai bà là tôi biết sự nghiệp cỡ nào rồi đó. Hiểu không? Đó, hơi kệ, nếu mà họ được nghe thì họ nên suy nghĩ lại. Hiểu không? Tôi thấy rõ ràng luôn á. Con bé đó nó đi học á, là nó có chừng nó ba trợn luôn. Thế thằng kinh nó đã yếu sẵn rồi, tôi nhìn nó tôi cũng biết. Mà vô chùa mình á, là nó tỉnh rõ ràng lên, nó sáng rõ ràng lên luôn. Thì cha mẹ đều thương con, nhưng mà quý vị phải biết, từ khi con mình nó đòi đi làm gái á, thì mình cản. Nhớ không? Đi quán bán quán bia ôm thì mình cản.
nhưng nó đòi đi tu, nó còn hơn mình nữa, cản gì. Đúng quý vị, nó đi tu nó hơn mình. Quý vị nói một câu, quý vị nói một câu như nè: đi tu là tốt thầy, nhưng con sợ nó tu không hết cuộc đời. Ai biết được cuộc đời như thế nào mà đón trước được, đúng không? Hai vợ chồng ông đến với nhau còn chưa hạnh phúc nữa, đừng nói chi mà cuộc đời người ta mà ông đón được, ai biết được ngày mai con người ta như thế nào. Rồi ông có chắc chắn nó học hết cuộc đời nó không? Rồi nó có thành đạt sự nghiệp học tập không? Thà ông để nó đi tu, nó nửa đường đi chăng nữa, nó cũng lãnh ngộ được nửa đường đạo. Hiểu không? Nó đem nửa đường đạo nó áp dụng nửa đường đời, nó vẫn không tệ. Còn hơn bây giờ ông cản lại sao này, đâu thừa ông thì sao? Đâu thừa, tại do cha do mẹ mà con giờ con khổ. Mình sanh con, mình không có sanh tấm lòng của con. Từ khi con mình đi làm bậy làm bạ thì mình cản nó, mình nói nó nghe. Còn nói nó không nghe thì thôi kệ mày, mày lớn mày quyết định, đúng không? Nó, con người ta bây giờ nó theo cái tư tưởng của phương Tây, nó 18 tuổi là không được câu thúc nó. Nó nên từ nơi đó mà nó muốn lập trường sớm. Mình cái gì hay thì mình học, cái gì được thì mình tiếp nhận. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình là người có trình độ cao, mình không tiếp nhận cái người trình độ kém. Nó, có hôm qua có bà cô giáo nói là do cháu nó ảnh hưởng thầy. Tại vì thầy nói thầy đâu có học nhiều, mà thầy làm được nhiều việc gì nó gì. Nó nói với ba nó: con học mà giết con căng thẳng thần kinh quá. Con thấy thầy Đức sao lúc nào cũng vui, nên con không muốn học nhiều mà con nuôi bà già. Thấy không? Xong rồi những Đức nói thì rõ ràng tôi sao tôi nói gì, ai ảnh hưởng tôi kệ người đó, nhưng ảnh hưởng tôi tốt có xấu đâu. Ảnh hưởng tôi tốt có xấu đâu, ai ảnh hưởng tôi thì người đó tốt. Tại vì sao? Người ta có khi một người cha mẹ mà người ta nuôi còn khó, còn tôi nuôi bao nhiêu người cha mẹ người ta là tốt chứ gì. Ảnh hưởng tôi điều này nó tốt. Còn bây giờ quý vị phiên một người niệm Phật còn được, sao tôi phiên quá trời nhiều người niệm Phật được, tốt. Được không? Tôi tổ chức lễ với Quan Âm, mấy chục ngàn người về lại Quan Âm, tốt. Ảnh hưởng tôi đi. Ngày nào cũng thuyết pháp hai buổi cho ta nghe, tốt. Thấy chưa? Quá nhiều cái tốt ảnh hưởng đi. Sợ ảnh hưởng mà làm không được theo á, chứ đừng có nói chuyện vợ. Muốn ảnh hưởng thì cố gắng mà làm. Nên quý vị biết rằng, xong những Đức nói, bây giờ những Đức hỏi hai cô, hai cô thử ảnh hưởng những Đức một từng thôi, một từng lễ thôi, không cần lâu, thử từng đi. Nó là một đứa con nít mà nó đòi đi vô chùa tu. Nhiều đứa con nít mình bắt nó vô chùa nó cũng không vô nữa. Bắt nó vô chùa nó cũng không vô, nó ngoài nó bấm điện thoại, nó đi chơi, nó quen bồ. Bây giờ tuổi của nó vậy mà đòi vô chùa tu, nó cắt tóc, đòi vô chùa tu, nó không xài điện thoại. Ở trong chùa bị khuôn khép ăn chay chơi vậy đó, nhưng mà chịu ở chùa. Bây giờ hai cô giáo vô chùa tu thương từng, nó dạ con vô không có được. Vô không được mà nói người ta gì. Còn ba vô chùa tu được không? Cũng không được luôn. Vậy nói làm chi? Rồi bây giờ cái sự nghiệp của ba vợ chồng hạnh phúc không? Cũng chưa chắc. Có khi nó cũng cầu nhau, có không? Ba nói có. Có. Nó, thấy không? Rồi bây giờ những Đức hỏi ba nè. Ba trình độ cao không? Cao. Vậy thì ba có dạy được đứa con này để nó theo hướng của ba không? Nó không được. Không được sao mà nói đây là sự nghiệp? Sao nói là sự nghiệp? Chùa 2000 người kìa, tôi nói cái răm rắp kìa, tôi không nói sự nghiệp gì hết á. Tôi nói được đó. Bây giờ tất cả mấy bà già tôi kêu nằm xuống, là 1000 bà già nằm xuống sạch nhách luôn. Tôi kêu đứng lên, đã đứng lên. Kinh khủng không? Bây giờ những đứa kêu là Phật tử đưa tay lên. Thấy chưa? Rồi để tay xuống đi. Thấy chưa? Đó, người ta đó, sự nghiệp này mới là cao minh chứ. Tại vì sao? Cho người ta sự an lạc nên ta thích. Nó mình nói chuyện đơn giản á. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Nên á, vậy Đức nói rằng những thanh niên á, mà mình mà lỡ dính vào tệ nạn xã hội quay đầu đi,
là sẽ là người tốt thôi. Ngày xưa đệ tử của Đức Phật á, con Vô Não, ổng cũng là bị dạy sai lầm. Ông Vô Não lịch sử kỹ ra là ổng phải ác đâu, mà ổng do ông thầy dạy ổng sai nên ổng ác, ổng giết người. Khi mà ổng giết quá nhiều người, đến lúc mà ổng muốn giết Phật, Phật quá độ ổng, Phật quá độ ổng, ổng quay đầu. Khi ổng quay đầu ổng làm tăng nghe quý vị, là ổng mi mặt tu ghê lắm, đặc biệt. Mà lúc đó nhà vua kéo quân đi tìm Vô Não, đi bắt Vô Não. Mới đi đến tịnh xá đảnh lễ Phật, mà bước vô tịnh xá một phát, mà gặp có một vị tăng giảng pháp hay, cực kỳ hay. Thì ông nhà vua bước vô đảnh lễ Phật xong, nói là nguyện xin cúng dường hộ trì cho người này tu cả đời. Vị tăng này quá đặc biệt, thuyết pháp quá hay, dáng dốc lại mà gọi là nhìn mà hảo tướng đẹp. Giờ con đang đi tìm Vô Não để bắt nó, thằng này nó ác quá trời ác. Xong rồi Đức Phật nói, nếu như Vô Não mà đi tu vậy thì nhà vua nghĩ sao? Nếu mà Vô Não ác vậy mà nó đi tu thì con tha bổng luôn, con còn hộ trì nó cả đời cho nó tu. Dạ, giảng gì cho vị dễ nghe, dễ hiểu nghe. Ngồi tóm tắt nhưng nội dung là như vậy. Thì vị biết rằng là Đức Phật nói, ngài có biết vị tăng thuyết pháp nãy là ai không? Dạ ai vậy? Đức Thế Tôn. Vô Não đó. Ghê không? Vô Não xuất gia rồi, bây giờ là một vị tăng có giới đức, giảng pháp rất hay, rất là có hạnh nhãn đó. Vì thế dưới cái giáo pháp của Đức Phật, đâu phải là hoàn toàn ai cũng tốt không đâu, có những người lầm đường lạc lối. Nên Đức Phật mới nói hai hạng người mà Đức Phật đều tán thán. Một hạng người là cả đời tốt đẹp, một hạng người đã hư hỏng rồi mà quay đầu. Đức Phật nói quay đầu là bờ. Nên chúng ta có hư hỏng gì, phá thai nhiều lần hay tệ nạn xã hội, hút chích xì ke ma tí, quay đầu đi. Quay đầu đi là có cơ hội. Hồi xưa những đức á, biết một cái chú này, ông chích xì ke 25 năm. Ghê thiệt. Chích đến mức mà tay không còn cái gân nổi, không còn cái gân nào nổi. Có khi ông bị bệnh, ông lợi bác sĩ, bác sĩ dạch lên đó, sao cái tay ông này kỳ cục cái trời, sao có cái gân nào để chích hết trơn vậy. Ông nói bác sĩ bơm thuốc vô tôi sẵn, đưa đi tôi chích chứ. Ông bóp mạnh một phát cái lòi gân lên, chích một phát. Bác sĩ nói bộ ông cũng học nghề y nữa. Nói là tôi học 25 năm. Kinh khủng không quý vị? Mà vừa chích xì ke mà vừa bán xì ke ở ngoài Lào Cai mà làm dữ dằn luôn. Vậy mà sau này có duyên tự nhiên gặp những đức nói chuyện một buổi sáng hồi xưa trên kia, còn cư sĩ á, nói ầm ầm, ông nói thằng này được. Ông nói thằng này được, nói chuyện thẳng thắn được. Vậy mà từ những cái điều thẳng thắn đó độ ông này, mà độ ông xong độ cả nhà ông, con đi tu hết luôn. Kinh khủng không? Sau này ông quay đầu niệm Phật, ông chỉ nghe lời mình những đức thôi, hoàn toàn chỉ nghe lời những đức thôi. Sau này khi ông gần chết, những đức nói niệm Phật đi, đặng giảng sanh về thế giới của Phật. Tốt. Rồi anh em ta niệm Phật đó, chú cái niệm Phật. Thường là những đức với ổng như anh em huynh đệ vậy đó. Tại vì giang hồ mà. Vậy mà sau này ông quay đầu niệm Phật. Khi mà hộ niệm cho ổng, những đức nói niệm Phật đi, niệm Phật sẽ được Phật rước về cực lạc hết khổ, nghe không? Ông chỉ nghe lời như thế thôi. Rồi là ông niệm Phật ra đi tự tại. À, vợ giờ trong chùa tu luôn, hai đứa con đi tu hết luôn. Một mình ông độ hết gia đình. Thấy chưa? Đó. Từng nói với vợ và con nói một câu rằng, cứ học người này, chỉ người con trai lớn nhất học người này. Tuy người này nói chuyện thẳng thẳng như vậy mà học đi. Nếu học sẽ làm được những việc quan trọng trong cuộc đời. Tại vì họ là người lãng tử mà quý vị. Văn đã từng quá gia chạm xã hội, nên từ nơi đó họ nhìn ra được cái người sao để giúp họ. Mà mình thì khi gặp ổng gì mình không có cười chê ổng, mà mình nói ổng là ai cũng có cái sai. Tôi cũng sai nè, ngày xưa tôi cũng hư hỏng nè.
mà tôi quay đầu được thì chú quay đầu được. Nó từ nơi đó mà quay đầu được. Giống như bây hổm như đứa gặp một cái chú trẻ trẻ cũng đẹp trai, cũng dính vô hút chích, sau này bộ bỏ buồn chán thấy ghê. Vì Đức nói đừng có buồn chán, người ta bỏ mình là đúng rồi. Gặp tôi là con gái tôi cũng bỏ ông nữa, ai mà đi lấy thằng si ke. Bây giờ ông sửa đi, ông quay đầu đi, làm lại cuộc đời có bản lãnh, quay đầu quyết định. Nhưng Đức nói một câu, nhắc tới nhắc luôn, nhưng Đức nói nè, thà lấy ra một năm để sửa sai mà ngước mặt nhìn đời vài chục năm còn hơn là vui chơi một năm mà cúi đầu mấy chục năm cuộc đời còn lại. Nói câu nhắc tới nhắc lui cho chú đâu nghe mấy lần luôn. Ông nói con hứa với thầy nhất định con bỏ được cái nghề xì ke. Những đứa nói xì ke này chưa chắc trường cai nghiện mà cai họ được đâu, tại vì chưa đổi tư tưởng cho họ. Muốn đổi được cho họ là phải nạp tư tưởng cho họ, một tư tưởng, một con người có tư tưởng. Nhờ cái tư tưởng này nó phấn đấu lên, khi nó bỏ được rồi là không bao giờ ai rủ nó được, không ai rủ nó được. Nhưng mà khi mà ngăn chặn nhất thờ, nhưng nó về nó gặp bạn bè rủ là nó chơi lại liền, chơi còn nặng, nặng đô hơn nữa. Nên con người mà muốn bỏ được xì ke này là con người phải có một tư tưởng cực kỳ mạnh, dùng cái tư tưởng để chế ngự cái thói hư tật xấu, thì tức khắc sau này trở thành người hoàn lương tốt đẹp, mà phải nhờ Phật pháp đẩy vào nữa mới thành công. Đó. Giờ chú này cũng đang ngồi đây đó, nên từ đó những đức giảng gì cho nghe để mà nhận thức, để mà mạnh dạn cố gắng quay đầu, quyết chí. Cái mà sửa sai là bản thân mình, hư cũng do mình mà tốt cũng do mình, ăn thua mình. Muốn tốt thì tốt, muốn hư hư, không ai ép mình được hết. Mình muốn tốt thì mình đi tốt, mình muốn hư thì mình đi hư à, vậy thôi. Trong cuộc đời này mình sống mình phải rõ ràng chứ, ai mà ép mình hư, ai mà ép mình tốt. Mình hãy nhận thức cái tốt và cái hư đi. Tốt thì mình sẽ tốt, hư thì mình sẽ hư. Nhận thức được, lỡ hư rồi thì bây giờ quay lại tốt chứ làm sao, đúng quý vị? Đó. Có một anh này, anh tu Phật pháp mấy chục năm mà anh đi vòng vo tam quốc, anh học quá trời học, cùng thờ Như Đức luôn, cùng thờ trước Như Đức thời gian gì đó. Rồi xong hỏi anh đi thời gian lâu vậy, anh được cái gì, học Phật pháp anh được cái gì? Thì anh nói là không được một cái gì hết. Dù là văn tự hiểu rất nhiều, nhưng để áp dụng văn tự để không áp dụng được chỗ nào ra chỗ nào hết. Ông hỏi lại Nhân Đức, vậy thì thầy tu mười mấy năm nay thầy được cái gì? Nhân Đức nói tôi cũng không được cái gì hết, mà tôi được mấy ngàn bà già. Không, tại vì người ta nói người ta vậy thì mình nói mình cũng không được gì hết, nhưng mà mình được mấy ngàn bà già, hiểu không? Nó quay nhìn mình lum lum, vậy được mấy ngàn bà già là sao? Nói rằng tương lai tôi với anh cũng già, rồi tuổi già của tôi với anh đậu ở đâu? Bây giờ tôi được mấy ngàn bà già để tôi lo, là tôi đang chuẩn bị cái tuổi già tôi có chỗ đậu, đúng không? Xong tự nghe nhận thức như vậy thì thầy tu làm sao? Nói thì tu sửa thôi chứ tu làm sao. Ông hỏi niệm Phật như thế nào? Thì niệm Phật chứ niệm làm sao, mà niệm Phật bằng cách nào để mau nhiếp tâm? Thì niệm Phật thôi là nhiếp tâm chứ làm sao. Chứ vậy tôi hỏi chú là chú niệm Phật nhiếp tâm bằng cách nào? Ông nói là phải câu Phật hiệu, phải nắm giữ hoài, không cho một vọng tưởng nào lọt vào. Ông nói vậy thì chú khổ quá, cứ ngồi mà giữ cửa. Còn tôi thì được thông dong tự tại vô cùng. Chú cứ ngồi để giữ cửa hoài vậy đó. Cái của bữa nay tay mình, ngày mai tay người kia, mà chú cứ ngồi đó sợ ăn trộm vô lấy, phiền quá. Cái pháp của Phật là cái pháp rộng tâm, ai muốn lấy pháp bao nhiêu đó thì lấy. Niệm Phật thì cứ niệm đi, thằng vọng tưởng nào bước vào thì cũng muốn niệm Phật, thì mình cứ niệm Phật cho nó nghe. Thì sao chú không mở cái tâm ra nghe một phát một cái, trời trời trời, người ông giống như tỉnh ngộ quý vị ơi. Nói trời trời sao mà chú nói mấy cái câu này ở đâu vậy? Nói niệm Phật. Niệm Phật, phải không quý vị?
rất là nhiều người niệm Phật, đi làm người giữ cửa, cuối cùng giữ giết rồi ngủ gục tại chỗ luôn. Đơ. Còn mình là người niệm Phật là mở ra tâm lượng lớn. Thằng phiền não, thằng tham sân si đến, mình niệm Phật cho nó nghe. Mình đừng có chữ nó làm chi, mình đừng có đuổi nó làm gì. Tự mình đồng hóa nó để nó cùng với mình niệm Phật hay hơn. Đúng không? Nên tổ sư mới nói câu á, là vọng tưởng nhiều cũng được, vọng tưởng ít cũng được, thiện niệm cũng được, ác niệm cũng được. Vì tâm lượng mở rộng ra cho thiện niệm, ác niệm đều vào để mà nghe câu Phật hiệu. Nhớ nha quý vị, nếu quý vị mà niệm Phật là người như vậy thì tâm lượng quý vị niệm rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Niệm càng niệm càng hứng thú, càng niệm càng vui. Còn nếu không thì quý vị cứ Ai Di Đà Phật, vọng tưởng đến hả? Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Có những người mà niệm mà trợn mắt chu mỏ niệm, niệm kinh khủng lắm, niệm đến chi? Dùng câu Phật hiệu trong khi cái chữ Phật là chữ giác ngộ, mà dùng cái chữ Phật đè phục quýnh lộn với tá lã âm binh, tự nhiên đem Phật đi quýnh lộn tùm lum tùm la, đè người này đánh người nọ. Niệm Phật là niệm ra cái tâm giác ngộ. Đã là giác ngộ thì cứ lo mà niệm Phật, giống như người cấy lúa, cứ lo cấy lúa đi. Còn người mằng cỏ thì cứ lo mằng cỏ đi. Mình đang cấy lúa bên đây mà còn nhảy qua bên kia mằng cỏ, trong khi cấy lúa chưa xong mà nhảy qua mằng cỏ hơn chí. Niệm Phật là gì? Là biết niệm Phật. Biết niệm Phật như sao? Là niệm A-di-đà Phật. Tất cả việc gì cũng A-di-đà Phật, là biết niệm Phật. Niệm Phật là như vậy. Chứ như sao? Như lúc trước mình nhậu quá trời luôn, bây giờ mình niệm Phật thì mình nói nhậu nhiều cũng thấy đâu có lợi ích gì đâu. Mình niệm giết rồi mình thấy mình nhậu có lợi ích gì thì mình bớt uống rượu, thì là niệm Phật. Rồi xong á, mình ngày xưa mình làm ăn, mình đi ra ngoài làm ăn, mình kiếm con này con kia, cuối cùng mình niệm Phật với mình nói bây giờ mình đã có vợ rồi, mà mình làm gì coi lương tâm coi không có được. Mình niệm lên câu Phật hiệu, đó là biết niệm Phật. Biết niệm Phật rồi đó, đúng không? Nó lợi ích chưa? Đó, còn ngày xưa mình là phụ nữ, đi ra ngoài gặp đàn ông cái liếc mắt đưa tình đồ làm thấy ghê. Bây giờ niệm Phật giết rồi, mình không có còn cái hành động đó nữa, thì đó là biết niệm Phật. Vì chữ Phật là chữ giác ngộ, nên trong mọi cảnh duyên bản thân mình phải giác ngộ. Tại vì mình vẫn còn sai nên mình phải niệm Phật. Mình niệm Phật để cảnh tỉnh mình, Phật là giác ngộ, nên cảnh tỉnh tâm mình giác ngộ là niệm Phật chứ gì. Đúng quý vị, niệm Phật là gì chứ niệm sao? Nếu Phật đã giác ngộ rồi, không lẽ bị niệm Phật cho Phật nghe? Phật đâu cần nghe đâu, mà niệm cho mình nghe. Có cái bà kia, bà thỉnh bộ tam thánh gì, bà nói dạ thưa thầy, thầy cố gắng sắp xếp thời gian, thầy đến nhà con để khai quang điểm nhãn cho Phật. Những đức nói con mắt tôi còn không thấy đường nữa, con người tôi còn tối tăm xám xịt đây mà khai quang điểm nhãn cho Phật. Bà nghĩ cái gì à? Bà kêu ai có bản lãnh đó thì làm đi, tôi không có bản lãnh đó đâu. Ủa thầy làm không được, tôi không có làm được. Bà coi nè, bây giờ cái tờ giấy gì đó tôi đã không thấy mấy bà rồi, có thấy ai đâu. Sao mà tôi điểm nhãn con người tôi mà còn lúc sáng lúc tối mà kêu khai quang? Thờ Phật á, là nhờ Phật khai quang điểm nhãn cho mình, vì mình là kẻ phàm phu tội lỗi. Đúng không? Trời ơi, phàm phu mà muốn khai quang điểm nhãn cho Phật sao làm được? Ví dụ như bây giờ đi, mình thờ Di Đà, A là Bô Di Đà, là lượng Phật là giác, là kêu mình giác ngộ nội tâm mình sai ác mình sửa lại. Quan Âm Bồ Tát là từ bi, từ bi khoan dung tha thứ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm coi mình có từ bi hay không, là khai quang điểm nhãn sự ngu si của mình, hẹp hòi của mình, mà mở tâm từ bi ra. Nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát coi cái hành động của mình từ xưa giờ áp dụng trong cuộc đời, cuộc sống, dụng tình hành sự thì là ngu si. Nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát thì dạy mình là trí tuệ để áp dụng trong cuộc đời. Nó thờ Tây Phương Tam Thánh là để khai quang điểm nhãn cho mình, chứ mình nào đi khai quang điểm nhãn cho Phật Bồ Tát. Quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ nghe. Còn gia đình mình thờ hoa cúng trái là hoa quả, có nghĩa là gieo nhân gặt quả, ý nhắc cuộc đời mình mỗi lần lên bàn thờ mình lễ Phật nhìn hoa quả để nhắc mình. Nhân là gì? Nhân là hoa, hoa tốt thì quả tốt,
gieo nhân thiện thì quả thiện. Nên thờ hoa quả là một cái nền giáo dục về Phật pháp, chứ không phải là Phật thích hoa thích quả. Thấy không? Còn ly nước, nước là gì? Nước là thanh tịnh. Quý vị coi nước phải thanh tịnh không? Nước vào ly thì là ly nước, vào chai là chai nước, vào hầm là hầm nước, vào biển là biển nước. Nước có thể uống được, giúp cho mình đỡ khát. Nước cũng có thể tắm cho mình, nước cũng có thể rửa mông mình. Quý vị thấy không? Nước đều làm được hết, nên mới gọi là thanh tịnh. Nên từ nơi đó mà cúng nước để nhắc nhở chúng ta là phải giữ tâm thanh tịnh để học Phật. Mà thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc đời này, chuyện được, chuyện mất trong cuộc đời này, nó đều là nhân quả. Rồi có những việc của người ta mình không đụng vô được thì thôi, mình lo mình niệm Phật, đó là thanh tịnh đó. Hiểu không? Nên từ nơi đó sự trở ngại gì thì mình nhắn niệm Phật là thanh tịnh đó. Quý vị thấy không? Quý vị thấy cái nền gì, giáo dục trong Phật pháp chưa? Cái này là chỉ là một số câu thôi mà mình học được nghe qua Hòa Thượng Tịnh Không giảng, chứ không phải tôi nói. Vậy đừng có nói tôi sao ông thầy này, cái gì cũng biết hết trơn người ta. Tôi không biết, tôi nghe mà tôi nhớ. Tôi giảng để cho bị nghe thôi. Đúng không? Nói vậy đi cho nó chắc ăn. Chứ không thôi người ta tưởng được mình là cao thủ. Mình bình thường ta cao thủ gì đâu. Không? Đó, mình học Phật mình phải có cái tâm đó đó. Khi mình nói cái văn tự gì là mình nói đây là của tổ sư. Cái đó là mình nghe được. Chứ mình đừng có nói mình ra vẻ tự hào. Mình là người hiểu biết, rồi mình là Bồ Tát gì. Mình là cá thác lát đó chứ Bồ Tát. Không có gì đâu. Mình như vậy đi cả đời mình học Phật vậy nó im, nó thoải mái vậy. Thì bị nhớ trong cái cuộc đời này thịnh si là lẽ thường tình. Thấy không? Nên những đức từng nói một câu nói này nè: hại người oan uổng cho mình. Học Phật mười mấy năm hiểu rồi. Hại người oan uổng cho mình. Đức Thích Ca Mâu Ni từ đây đi đến đây 49 năm rồi đi nhập Niết Bàn. Trong khi Đức Phật đâu có cần nhập Niết Bàn. Sống hoài cũng được mà đi nhập Niết Bàn chi hả? Nhưng mà nhân duyên từ đây đi đến đây là phải nhập Niết Bàn. Vì thì con người mình cũng vậy. Từ đây mà đi đến đây thì xong việc. Giờ có hại họ thì cũng từ đây đi đến đây thôi. Oan uổng, oan uổng, oan uổng. Hiểu chưa? Nên thấy người ta giàu sang phú quý gì chắc chắn có thịnh có si. Đừng bao giờ chù ẻo người ta. Nó ác nhưng mà nó giàu là do đời trước nó tu phước nhiều quá nên đời này nó giàu. Chứ mình đi nói một câu dùng cái thứ ác ôn mà ông chờ ông cũng nịnh thằng này nữa. Ác ôn mà sao nó giàu, nó còn trúng số đấy kìa chờ. Còn nhà tôi nghèo mua vé số hoài chớ chúng. Mình nghèo là do trong mạng mình không có một cắt. Giống như ly nước này. Đúng không? Giống như ly nước này thôi. Bây giờ này ly nước này là cái phước. Cái phước đã có thì uống thì có nước thôi. Thấy chưa? Bây giờ mình vừa mua một chiếc xe hơi đúng không? Là nè. Uống một miếng nước là ý là xài miếng phước đó, là mua một chiếc xe hơi. Nhưng mà mình thấy nước là phước của mình đã hụt miếng rồi. Nên mình đem nước này mình chia cho người khác dùng, để mình châm vào ly của mình đầy thêm khúc. Mình lấy nước này mình chia cho người ta là mình đang châm vào cái ly nước của mình. Mình lấy nước này mình chia cho người ta là mình châm vào cái ly này. Châm từ từ nó đầy cả ly luôn. Thì phước của mình xài đời đời kiếp kiếp cũng không hết. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình cứ uống không à. Tiền của tao cho người khác, tao ngu gì, tao thấy gì. Mẹ mày á, ngu quá. Nhiều ông chồng nói á, mẹ mày có nghĩa là mẹ của mấy đứa nhỏ á, ngu quá. Mày có tiền mà mày cứ đưa cho mấy ông thầy chùa không à. Thì ngu quá à, phải không? À, tao xài cho nó ngon. Ông còn có nhiêu nè, ông dứt cái nữa. Sạch nhất. Ly ông không còn miếng nước nào hết trơn. Ông còn miếng phước nào hết trơn. Rồi đến khi ông tả tơ te tu, ông cũng không có miếng nước uống. Đến khi ông khát, còn miếng nào nữa đâu. Thì ông lại than thăng trách phận, than trách ông chờ. Vì sao bắt công đối với tôi. Ông uống không mà bắt công cái gì. Ông xài sạch nhất luôn à. Còn miếng nào nữa đâu mà ông thịnh vượng. Còn cái bà kia bà lại tu phước duyên. Trong mạng của bà thiếu phước nhưng bà tu phước duyên, bà tăng lên.
sau này tới tuổi già bà lại được người ta giúp đỡ lo âu cho bà, là vì cái phước bà tăng lên mới được người ta lo cho, hiểu chưa? Đó, nên rất là nhiều người trong cuộc đời này họ cứ nghĩ rằng mình cho người khác, mình giúp người khác là mình ngu. Bậy. Cho tôi, mình cho người khác, mình giúp người khác là đang tu phước cho mình đó. Những gì mình đến với người ta thiện tâm là mình sẽ được tốt, hiểu không? Các vị thấy nhà Đức ví dụ dễ hiểu không? Vừa dễ hiểu mà lại vừa được uống nước. Thấy chưa? Đây mới là cái môn giảng số 1. Chứ nếu mà như người ta bưng nước uống thì bình thường quá. À, hồi xưa nhà Đức coi Pháp Sư Ngộ Thông ngày giảng, ngày vừa giảng, ngày lấy nước đá, ngày nhai cục, ngày ăn. Còn bây giờ những Đức uống nước là có bài pháp, thấy không? Kinh nghiệm. Bây giờ uống nước và tính ra cái phước đó, thấy không? Cũng là bài pháp. Tôi đâu có muốn uống nước đâu. Cái gì lý luận Phật pháp mà tôi phải uống nước vì mọi người đó. Thấy không? Đó, quý vị thấy không? Quý vị thấy Phật pháp hay không? Cực kỳ hay luôn. Giảng một bài pháp thôi, ai mà nghe kỹ đi, nó thông tâm luôn. Cái vị không trách ai chứ. Trách mình là không có phước. Trách ai? Trách mình là không có phước. Mình được chồng thương quá trời, mà bây giờ nó lại thương con khác. Là vì cái tình thương giữa mình với nó chỉ có một đoạn đường này, một khúc thôi. Còn cái khúc sau này là nó phải dành cho con nhỏ khác. Mình đi kiếm con nhỏ khác, mình đánh ghen, mình mới là người dạy. Bình tĩnh đi mấy bà, bình tĩnh đi. Tính ghen cái gì, hiểu không? Đúng ra mình phải mua hồi nãy chuối là mình cúng nhỏ đó. Này em ơi em, chị bữa nay chị mua lại nãy chuối cúng em. Chào chào chị, ảnh thương em. Chứ em không có ý gì đâu chị. Không, em đừng có hiểu lầm. Chị mua chuối cúng cho em là chị cảm ơn em. Thật sự với em, bao nhiêu năm nay cái bùi nhùi này chị xài cũng nhiều năm, nên chị cũng ngán lắm. Mà nếu mà bỏ đi thì vô tình vô nghĩa. Bữa nay em nhào vô em lụm cái bùi nhùi này, nên em chị mua cái nãy chuối lại chị cúng em là cảm ơn em. Em cố gắng trao chuốt cái bùi nhùi này của chị, để chị từ hôm nay có thời gian để đi chùa nghe em. À, là cảm ơn á. Cảm ơn á. Mình đâu có kêu người ta như vậy, mà người ta như vậy thì mình đi lụm về làm gì? Người ta đã vô tình vô nghĩa mà lụm gì làm chi? Mình thương vợ mình chân thật, mà vợ mình nó đi ra ngoài nó tầm bậy tầm bạ thì mình nói như thế nào? Em không đúng rồi, em không đặc biệt rồi, đúng không? Chứ làm gì mình đi buồn khi vợ mình nó bỏ mình, thấy không? Tại vì tại em. Nếu quý vị học Phật được cái thông tâm chỗ này thì đặc biệt quá. Thật sự mà nói cuộc đời cũng không trách ai. Trách ai? Trách nhận duyên số phận. Chứ sao? Trách nhận duyên số phận của con người đến với con người, nó chỉ có một khoảng đường vậy thôi. Có những người thì duyên nợ đi cả cuộc đời, có những người thì đi một đoạn ngắn mà thôi. Hiểu không? Hiểu. Có cái bà kia chồng bà mới 45 tuổi chết queo, bà khóc quá trời khóc. Bà nói anh ơi anh, dù cỡ nào đi chăng nữa thì ai cũng sẽ chết. Nhưng mà người ta 60 tuổi chết, vì sao anh mới có 45 tuổi là anh chết rồi anh? Thằng chồng nó nói, không lẽ tao bật vậy, tao nói cho mày nghe. Cái số mạng của tao đến với cõi đời này chỉ có 45 năm là tao phải chết. Bây giờ mày kêu tao ở lại cũng không được đâu mày ơi. Mày nên chấp nhận đi, mày muốn tao ở lại để phục vụ cái gì nữa? Tao phục vụ bao nhiêu đó đủ rồi, mày để tao đi đi. Mày đi niệm Phật mà đưa tiễn tao đi chứ mày kéo tao lại làm chi vậy mày? Được không? Số phận nó chỉ bao nhiêu thôi. Sống lâu sống mau gì do số phận mà ra. Ví dụ bây giờ hôm nay Nhật Đức 42 tuổi, ngày mai chết. Ngày mai tự nhiên đang giảng, ngày Chủ nhật tự nhiên giảng xong ngồi chết queo. Quý Phật tử bu lại khóc quá trời.
thầy ơi thầy, 42 tuổi sao chết rồi? Tôi nghĩ thầy tôi quá trời ơi thầy. Hôm qua con nói vui quá mà giờ chết queo. Hôm nãy con cười quá cười mà sao cười sao chết queo luôn. Thấy bà tầm bậy. Tôi chết là lúc 42 tuổi tôi phải đi là tôi phải chết. Còn nếu 70 tuổi tôi đi thì 70 tuổi tôi chết. Chừng nào thọ mạng đến thì tôi phải đi thôi. Chứ làm gì phải không? Thà sống trong khoảng thời gian còn ở bên nhau mà sống vui sống tốt, còn hơn làm nhau đau khổ rồi chết đi khóc lóc kêu gào. Thế gian là nhiều vậy lắm. Bây giờ nghe đạo rồi còn sống bên nhau như nhiệt tình, hết mình với nhau đi, để mai mốt chết đừng có than thở. Đúng không? Thường ưa than thở lắm. Chết rồi đi than thở. Em ơi em, lúc em còn sống anh chưa có nhiệt tình hết lòng hết dạ với em. Em bây giờ mà em sống lại đi, anh sẽ hết lòng hết dạ. Nó mà ngồi vậy cho nó cắn mình mà chết. Đừng có thứ lụ đạn. Lúc tao còn sống thì bỏ bê tao kiếm con này con nọ. Bây giờ tao chết rồi, cái đồng nó nói như vậy, nó cô hồn nó đứng kế bên nó làm nè. Mày ơi tao thứ dùng cái thứ hư tình giả ý. Thấy chưa? Nó hận thù mà nó bóp cổ bị cho chết á, xạo. Nên lúc còn sống mà nhiệt tình với nhau đi, chết rồi thôi. Cuộc đời đã sống rồi. Thấy không? Đó, bị nghe không? Đúng không? Quá đúng luôn, quá đúng luôn. Thấy không? Nó vậy cuộc đời này không có gì phải khổ chứ nha. Nhớ nè, từ hôm nay nghe Phật pháp rồi không có khổ nữa. Khổ làm chi à? Khổ làm chi? Tôi nói cái đãi ngộ trong cái cuộc đời này nó không có ngon lành gì đâu. Hồi sáng á, nhà Đức giảng pháp hai bài, giảng hai bài pháp. Hồi lúc mà mới vừa bước lên giảng là nó đau bụng trước. Trong bụng mình nói, hồi mấy ông này ông vô rồi, mấy ông máy quay phim ông vô rồi, không lẽ giờ mình đi cầu thì kỳ quá, nó quá kỳ. Tự nhiên người ta vô quay phim tự nhiên nó đi cầu vô duyên ghê. Mình nói trong bụng mình nói bụng bụng cố gắng, cố gắng giảng hai bài pháp xong hả đi con. Lên mình giảng tờ ôi tờ, giảng bài đầu còn gắng chịu được, giảng cái bài dạ cái bài thứ hai, vì coi cái bài hồi sớm một bài câu ai Phật niệm đến cùng á, giảng bằng thứ hai mà nó cứ nhóm lên vậy đó. Trời, đúng là mình nói cái đãi ngộ trong cái cõi đời này ghê thiệt. Mà giảng pháp là vô tông lắm, giảng sáng giảng dữ lắm, mà nó càng tới thì nó càng dữ dằn lên. Giống như mình thấy nó tới mà giờ đang lỡ đang giảng mình nói niệm Phật quá trời luôn. Nó khi nó gần tới vậy Đức nói giảng sanh luôn. Đức la giảng sanh nó chạy vô lại. Nó ơi giảng sanh con, giảng sanh. Rồi sau cái mình lo giảng, giảng chút cái nó chạy ra cái mình, mày giảng sanh nó được. Mà mình la cái nó chạy vô. Trời ơi, mình nói cái bụng đúng là ghê đấy. Mày nghe cái buổi giảng hồi sáng mà câu Phật niệm đến cùng thì giảng thấy ghê lắm. Quá đau bụng rồi, nó tới rồi. Tới quá tới rồi. Giờ mình gán mà nói trong bụng, mày cố gắng bây giờ chỉ có giảng sanh mới được thôi. Chứ mày mà giảng từ từ là mày chạy chắc luôn. Tới rồi. Mà thấy tới cái mông luôn rồi. Mình dưới mình nói nè, giảng sanh. Mình la cái nó sợ nó chạy vô. Nó thấy cái mồi đều ổn á, được á, được. Nhưng mà làm nửa tiếng hồ ngon lành. Mà nói đúng là xong giảng xong nhà Đức mới nói cho mấy chú quay phim Đức nói, cái đãi ngộ trong cái cõi đời này nguy hiểm lắm. Chứ cực lạc là không có chuyện này. Ở cực lạc là giảng pháp không bao giờ có cái chuyện đau bụng đi cầu. Không có. Nó bị thấy không? Thì đó mà nhìn cũng thấy cái cõi đời này có tác dụng phụ. Đúng không? Trời ơi mà đúng là cái buổi giảng hồi sáng ghê thiệt. Đi nghe lỡ đi giảng tích tâm hừng hực. Nhưng mà do tôi đau bụng quá. Quá đau bụng rồi. Thấy tới rồi tôi làm giảng sách. La lên cái nó chạy vô nghe. Đúng là nó cũng khôn thế ghê, biết sợ. Bởi vì không đơn giản chút nào. Vì mấy ông thấy không? Bởi vì mình tu mình phải gặp sự cố. Vậy đó mình mới thấy mình có cái tâm lực mình nó làm sao. Chứ gặp như người ta là bu miro chảy ơi. Nói bây giờ mình phải có chiêu mới, chiêu khác. Mình cứ la giảng sanh hoài. Tại bởi vì nhiều bà con tử sớm nó ủa sao sớm thầy giảng sao thấy
thấy thầy thẳng lưng thấy ghê. Cái câu thẳng lưng nó chạy ra là sao? Nó chào thẳng lưng gì nè, thẳng lưng gì cái mình giả xanh nó chạy. Thì thấy chưa, kinh chưa? Thì thấy không? Nên gặp sự cố gì trong cuộc đời phải nói niệm Phật giảng sanh nghe chưa? Gặp sự cố gì là giảng sanh. Giảng sanh nó làm gì đó. Nó nên á gặp chồng đánh hay chồng chồng chửi giảng sanh. La vậy đó. Rồi tự nhiên cái tâm giảng sanh nó mạnh lên, nó đỡ buồn quý vị. Nghĩ tương lai Phật rước mình về cực lạc, nó giảng sanh. Cả mấy bà mà đẻ cũng gì đau bụng đẻ, khi đau bụng đẻ đó dù niệm Quan Âm hay niệm Di Đà mà hơi dài quá mình nói giảng sanh là đứa con nó chạy cái tuột ra liền đó, chạy cái du ra luôn á, giảng sanh la một phát nó chạy ra luôn. Mà cái tâm lực đó nó mạnh lắm mấy vị ô. Thấy chưa? Không giảng mà nó ra luôn cái gì, phương pháp. Giảng nó ra luôn phương pháp. Thấy chưa? Có phương pháp rồi đó. Nên mai mốt mà mấy bà gặp độ mà mấy cái chuyện vậy đó, giảng hết đó. Hiểu không? Cứ làm vậy đi là nó dừng lại. Ôi ôi xong hết trơn rồi, lột y áo đồ ra lia lịa. Nói mấy chú bước ra bấm cửa giùm để tôi xử lý. Xử lý vấn đề. Cái cõi này tuy là giải quyết lúc đó nhất thời, nhưng nhất định phải xử lý là phải xử lý. Thấy chưa? Bởi cái cõi này là phải xử lý. Thấy chưa? Không thể nào mà dừng lại được đâu quý vị. Không có cái nghiệp gì mà dừng lại được trong cõi đời này. Nó phải tuôn ra. Hiểu không? Thấy rõ ràng chưa? Phật Pháp đó quý vị thấy chưa? Trong cõi này mà nói là không đụng nghiệp, không có chuyện đó đâu. Bạn có dằn lại nhất thời, nhưng nó phải ra. Chứ sao mà không ra? Đúng không quý vị? Đó, thấy chưa? Nó nên nhất định là trong cuộc đời này mình phải sống một ngày vui một ngày. Sống một ngày vui một ngày, bữa nay giảm sức mồ hôi luôn. Sức mồ hôi hột luôn chứ không giỡn chơi đâu nghe. Giảm ợ luôn. Tiêu hóa luôn. Ghê không? Tại giảm dữ quá. Mà nay cái buổi giảng này dữ dằn lắm đó quý vị, không đơn giản. Hiểu không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai với đầu Phật. Bây giờ vậy quý vị, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nghe. Để người sống người mắc gì cũng phát nguyện sanh cực lạc. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện.
thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta luôn luôn phát nguyện đời này niệm Phật để vãng sanh, từ người sống tới người mất, hay quán thân trái chủ đi theo chúng ta cũng nên phát nguyện buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để mà niệm Phật vãng sanh nghe quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta mỗi tuần thứ bảy chúng ta có tổ chức cộng tu, quý Phật tử khắp nơi chúng ta cũng về đây tu tập. Cái công đức của toàn thể đại chúng mà mình về đây mình tu tập, nhất là trong dịp tháng 7, nhiều người chúng ta đi đến chùa tu tập đồ mà được nghe pháp, cởi mở tâm tư, được niệm Phật, phóng sanh cũng thiết thực. Cái công đức này rất là lớn. Chúng ta đem công đức này cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài có sức khỏe. Và chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Nguyện mỗi người đều nghe được Phật Pháp, tiếp nhận Phật Pháp, biết niệm Phật tu hành để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư vị, nguyện cho tất cả chư vị hương linh thần thức được tỉnh táo sáng suốt, được nghe pháp, phát tâm niệm Phật, đưa một bộ nguyện niệm Phật và buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết hữu tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha.
ta bà án ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng án ngã nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu dạ đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp quá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin quát nguyện vãng sanh. Từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, hay từ Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chúng ta nghe Phật pháp rồi quý vị tập ăn chay từ từ và phát tâm ăn chay trường. Bị nhớ là những người mà đến cuộc đời này bệnh đau chết yểu đồ này kia đó, đa phần là do từ cái nghiệp sát sanh mà ra đó. Nên khi mình bệnh đau ung thư bệnh này bệnh kia, quý vị nên phát tâm ăn chay trường mà còn phóng sanh. Nên cái công đức phóng sanh nó hóa giải cái bệnh, và công đức phóng sanh nó giúp cho mình bình an và giúp cho con người này họ tỉnh táo dữ lắm. Nên tại vì mình giúp cho những chúng sanh này nó được tự tại, nó bay ra khỏi chim lòng cá chậu, nên mình sẽ được bình an. Nên đó gọi là tu hạnh vô ý thí. Nên chúng ta nghe đạo rồi, dù con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết, mình dạy con cháu mình vậy, thì sau này cái phúc báo đó con cháu mình nó thành đạt dữ lắm, phải nhớ nghe. Nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để thả chim. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha.